Vâng, xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay ngày 17 tháng 2 tiếp tục lên các bác giới thiệu các bác một số sản phẩm là tổng hợp nhé. Loa, giải mã, máy dàn, quay cassette và có một cặp loa tương đối là chất VIP hãng của hãng Đà Nông nhé. E202, cặp này thì bát 16 mềm lắm. Cặp 12. Công suất max nó tới 200W. Cặp loa này thì tí em giới thiệu sau cùng nhé. Bác nào có muốn mua cặp này thì em giới thiệu sau cùng. Rồi. Vừa rồi em cũng về một mớ cái loại đĩa than mà nó có cả công suất này. Cái cassette này. Đây về mấy cái mà đồ này thì không biết dọn nó lại bán cho em sẽ mỗi lần đem ra một cái để bán cho các bác nào biết dọn về dọn nhé. Con này khủng nhất trong cái mớ em mới về. Đấy, đầu tiên thì em sẽ giới thiệu bộ dàn trước nhé. Đây là bộ dàn Onkyo 905. Thì cái dòng 905 thì nó ghép với cái loa D02AX là đúng nhé, đúng loa nhé. Nó thiết kế 4 thớt cassette này, CD này, FM này, âm ly. Đó. Cái cassette này thì em thấy nó va vào được, nhưng mà cái này hôm nay em không có đĩa thử, nên là cái này coi không thử nhá. Nó hơi chảy xíu đây. CD. Hiện tại em đang mở cái OX trên TV xuống này. Rồi chuyển qua chế độ CD nhá. Hiện tại CD đang đọc nhá. Cách bài mà đọc rất là nhanh, mắt này mắt 23 đây nhá, rất là dễ thông dụng. Em test chức năng trước xong đó, chuyển sang chế độ FM thì em có tặng thêm một cái anten này của Nhật nhá. Mà cái thớt FM này nó chạy full 108 luôn các bác nhá. Đó, full 108 luôn, bắt hết đài Việt Nam được nhá. Đó, đây là đài chạy cái tròn á. 99.9 này. Loa rất là đẹp nhé, đây loa có lưới đủ này, phía sau rồi nhé, vuông thành sang cạnh. Đó. Loa 140W cặp, chạm bút chuối nhé. Dàn này thì là thớt dày độc lập các bác nhé, thớt dày dày luôn, dày từng món một nhé. Các bác có thể để, đúng ra thì là họ để như vậy. Nó 4244 này. Một 44 mấy cặp loa này khoảng 20. Nó rớt khoảng chiều ngang khoảng 80 các bác nhá. Chiều ngang từ chỗ này ra đây 80. Rồi bộ dàn này thì ngoại trừ cái cassette này thì em cũng thớt không có đĩa thử thì coi như là không thử. Còn lại FM và có anten âm ly thì có chỉnh bắt chép trên máy này, có ba lăng đầy đủ luôn. CD nhá. Cái bộ này em bán 3,5 triệu các bác nhá. 3,5 triệu bán cực, một cái giá cực kỳ hợp lý nhé. Bộ dàn của hãng Onkyo 4 thớt dời độc lập không nhé. Nó độc lập mà nó xài độc lập luôn nhé. 4 nguồn dời luôn đấy. Đó. Loa có lưới đầy đủ. 3,5 triệu các bác nhé. Bán hợp lý cho các bác chơi. Rồi, sang giải mã các bác nhé. Thì tiếp tục giải mã. Ba con này là ba con 123 là dòng ba con bữa hôm qua em bán rồi nhá. À, hôm nay là lên tiếp, hôm nay lần vừa rồi em cũng về mấy con, hình như còn là 1-2 con nữa. Dòng là X9A, cái dòng mà đầu chín cho các bởi trước các bác rất nhiều các bác hỏi cái dòng đầu chín này. Đầu chín này nó đây. Số 1 nhá. Đầu chín này thì nó VIP hơn, nó có giải mã ra hai thiết bị khác nhau được các bác nhá. Đây. Bộ này thì tất cả ba cái này đều chạy CD hết, mặt mũi còn ok nhá.
Số 1 này là mã số là 50 5096, số 2 là 335 3589. Có cổng quang in out đầy đủ, có giải mã hai thiết bị khác nhau được. Cái dòng này nó có cả cổng cổng cầu nối này. Đó. Số 3 là 5828, dòng X9A các bác nhá, dòng đời cao. Dòng X là nó là cao nhất rồi nha, cao nhất dòng X nhá. Đầu 9 ấy. Đó. Cái này thì CD đều chạy hết nhá. CD đều chạy hết. Giải mã không cần mồi các bác nhá. Giải mã không cần mồi mà nó lại đặc biệt là giải mã ra hai thiết bị khác nhau được. Các bác có thể dùng hai cái âm ly thì có một cái đầu này giải mã ra được nhá. Một cái 1,2 triệu, đồng giá luôn ba cái này nhá. Còn cái số 4 này. Cái số 4 này thì đàn ông. 81 đàn ông này thì CD nó không đọc. CD không đọc. Có chỉnh bắt chước trên máy luôn nhá. Đây, có thể bật chép trên máy đây chứ. Đó. Công suất của cái con này tương đối lớn, 70W cơ. Con này bán 1,2 triệu các bác nhé, dòng đàn ông mà. CD thì không đọc đâu nhé, chỉ bao công suất giải mã thôi. Rồi tiếp thăng loa nhé. Thăng loa thì số 1 SX7. Loa còn tương đối là ok. Trong SX7 này là 5 ôm, là trong này 6 ôm nhé. 6 5 này. 6 ôm. Mã số 75 7596, loa còn tương đối đẹp nhé. Nó có bị chảy một xíu ở đây này. Bán 800 ngàn cho bác, số 1 800 ngàn nhé, lưới đầy đủ. Trong SX7 này rất là hay các bác nhé. Các bác nào mà mua về làm loa lời karaoke rất là tốt, bởi loa nó các bạn nhìn thấy củ từ rất là lớn và cái chép này rất là lớn này. Hoặc là bộ dàn nào thiếu chép thiếu mic. Đây sang số 2 thì cặp loa này cũng là SX7. Tiếng loa cực kỳ đẹp nhé. Phía sau bên dưới này nó hơi xấu tí, bán 700 ngàn cho các bác nhé. Mã số nó là 4743. Rồi sang số 3. Số 3 thì SX7 tiếp, phía trên chảy một tí, mặt đẹp, lưới liếc ok. Phía sau rất là đẹp nhá, mã số nó là 2685, 800 ngàn các bác nhá. Chảy một xíu trên này. Sang số 4 là cặp F700, lưới liếc đầy đủ, loa đẹp keng luôn. Mã số nó là 51 56. Những cái loa đều 6 ôm các bác nhá. 6 ôm. Ừ. 140W cặp hết, audio thì 140W cặp. Cặp số 4 này 800 nhá. Sang cặp số 5 này. Cặp này hôm qua em lên rồi, có người chốt mà lại không chuyển khoản, hôm nay lại bán lại nhá. Cặp K701 là dòng của phòng VIP hơn HD7 nhá, nó rất là VIP luôn, 160W một cặp. Ừ. Bát rất là mềm luôn. Phía sau này, loa chạm bắp chuối. Cặp loa này số 5 này bán 1,2 triệu các bác nhá. 1,2 triệu số 5 đấy nhá. Số 6 này MS3. Đẹp, lưới liếc đầy đủ, 800 ngàn. Đây, mã số nó là 5969. 800 ngàn nhá, số 6 này. Số 7 là cặp Sony 1,1 triệu nhá, cặp Sony là thiết kế rất là đẹp luôn. Đó. Có lưới liếc đầy đủ. Dòng CD1 thiết kế như hen Sony bát lực ạ. Loa không sâu. Phía sau này chạm bút chuối nhá. Con này 1,1 triệu. 1,1 triệu nhá. Số 7 1,1 triệu. Rồi sang số 8. Cặp số 8 này. Đấy cặp số 8 V77 900 ngàn nhá. Đấy em mở qua ra các con bác coi này. Đó. Mã số nó là 0620 900 ngàn. Đấy, 900 ngàn nhé. Cặp mà em mở ra rồi. Rồi cuối cùng là cặp số 9. Cặp cuối cùng này là cặp đàn ông. Đàn ông E202.
rất là to, là bát 16 luôn nhá. Đấy, cặp loa này phía sau này, phía sau nó chạm búp chuối và nó chạm là chạm chạm nó là chạm đồng luôn. Công suất nó 6 ohm nhá, công suất max là tới 200W các bác nhá. 200W một cái luôn đấy. Con này đánh bốc xeo, đánh loa âm ly rất là hay luôn. Bát mềm lắm, chép đôm. Cặp loa này lâu lâu mới có cặp nhá, đồng VIP đấy. Cặp loa này lớn các bác nhá. Bát 16 cơ, nó dòng cao cấp rồi. Thì cặp loa này em bán với giá 2,2 triệu các bác nhá. Giá rất là hợp lý cho các bác. 2,2 triệu cặp loa công suất max tới 200W và cái bát nó 16. 2,2 triệu nhá. Rồi, đây hôm nay có mấy cái đài. Mấy đài của Nhật. Đây, một cái nữa đây. Đây con Natunan này. Cái dòng này về thì em không test thôi, không có mấy. Bán cho các bác nào về xử lý nhá. Con Natunan này. Hai cửa băng. Hai cửa băng nha. Nó xem chạy bằng after. Cái này nó chạy bằng after các bác nhá. Cũng có cổng AUX luôn. Hôm nay thì chưa test. Bác nào mua con này 800 ngàn nhá. 800 ngàn cho các bác về dọn nhá. Hoặc là để co trưng bày gì đó. Rồi, sang con Natunan này. Natunan cái chỗ này nó bị đây là keo các bác nhá. Keo đi. Con Natunan này các bác nhá. Đấy, nhìn rất là VIP luôn, nặng trịch luôn. Con này bán 900 ngàn là bán mù nhá, bán chưa test nhá các bác nhá. Chưa test nhá. Đó. 900 ngàn. Rồi, tiếp theo là một cái con gì đây? Con Pet Dico gì đây? Con này là thương hiệu gì? Con này cũng chạy after. Con này bán cho các bác 600 ngàn đi. Con này bên Nhật nó bán tới 20.000 yên luôn đấy. 20.000 yên, 4 triệu tiền Việt đấy. Hai con 800. Hai con này mỗi con 800, con này 600. Rồi. Cuối cùng là một con này gọi là gì? Bởi vì nó có đi than. Cái này không bị bể biết gì nha các bác nha. Size nó tới 56, size to lắm, size 56 các bác tưởng tượng nó lớn cỡ nào. Cassette này. Cho các bác sưu tầm, con này lớn nhất trong cái nhóm em về được 2 4 5 con. Bác nào mua hết thì sẽ báo giá đẹp cho các bác. 5 con thì tới 2 4 5 6 6 đi. 6 con tới 3 4 con là có công suất rồi. 4 con công suất. Con này là thì em bán đỡ con này đây. Con này là lớn nhất trong khu trong cái nhóm mới về này. Con này nó có cái này volume này, có công suất các bác nhá. Có cassette này, có đĩa than này, cái đĩa than này thì bên này mã gỗ các bác nhá, mã gỗ đó. Nó ra loa bằng cái rắc bông sen. Cái kim này. Cái kim, cái này còn kim nhá, kim còn sắc bén cực kỳ nhá. Đấy, đầy đủ luôn. Mặt mũi này. Mã gỗ rất là đẹp, to khủng bố luôn, size 56 rồi. Cho các bác nào về sưu tầm các bác nhé. Con này em bán giá 2 triệu là chưa có cắm mấy. Mày bác nào thích thì em bao nguồn luôn. 2 triệu các bác nhé, chưa có dọn dẹp gì nhé. 2 triệu con này cực kỳ rẻ. Về cái đĩa than này, cái đĩa than này là đĩa than VIP nhé. Cái kim này rất là VIP luôn. Và cái cassette này nữa nhé. Có công suất. Con này là 4:1 đấy. FM công suất này. Và cassette. Đó. Và đĩa than. Đĩa than kim máng đầy đủ các bác nhé. Đó, 2 triệu, 2 triệu là cho các bác về dọn nhé. Con này cực khủng luôn. Nhìn thấy những cái dòng đĩa than mà có công suất ít khi con nào thấy con to như vậy. Còn tương đối ok các bác nhé. Nếu bác nào mà có nhu cầu mua hết được cái khu kia thì alo cho em nhé. Bao để giá cực kỳ rẻ. Rồi vừa rồi em giới thiệu cho các bác một số mặt hàng đấy. Hôm nay video nó hơi dài chút.
Bác nào có nhu cầu thì alo cho em nhé. Rồi, cảm ơn các bác.